Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để giới thiệu lại cái mẫu phân tần 4W của cái dòng loa cây, loa gia đình. Mẫu phân tần này là gồm 4 đường tiếng, 2 bát, 1 trung, 1 tép. Các bác dùng cho bát 16, 20 hoặc là 25 hoặc là 30 công suất nhỏ để dùng cặp bát, cặp phân tần này. Phân tần 4W. Đây là cấu hình của cặp phân tần này. Và đây là các đường vào của nó. Bát 1, bát 2, mic, chép. Gồm có 2 con trở và 4 cuộn cảm và 5 con tụ. Và đây là đường in của nó nhé các bác nhé. Dương âm. Và đây là mặt sau là đường hàn đấy. Hai cái đầu người ta tách ra như này. Đó là hai đầu dương và hai đầu liền như này là hai đầu âm. Đấy. Âm thì mình có thể hàn chạm vào nhau được, nhưng dương người ta tách liền sang hai bên rồi. Mic tép. Đây là mặt sau của nó. Mẫu phân tần 4W này là 400.000. Phân tần 4W. Dùng cho loa cây, hai bát, một chung, một tép. Loa cây thì mình nên dùng cặp phân tần này. Phân tần 4 loa. Bác nào mà có nhu cầu thay phân tần hoặc dựng mới thì đặt của Tùng Nguyễn. Nhiều các mẫu loa bây giờ, ngày xưa người ta lắp ráp thì hầu như bên trong hầu như không có phân tần. Thế nên các bác có nhu cầu thay thế. Vì chất lượng âm thanh nó kém quá, ở trong hầu như là không có phân tần, nó chặn vớ vẩn vài con tụ. Để tôi nguyên may làm lại cái video này để thông báo đến các bác nào có nhu cầu đến cái dòng phân tần 4W này thì điện trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972068111. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.